Nhân xin chào cô chú anh chị. Hôm nay trong video này Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà. Vị trí Nhân đang đứng là nó thuộc của khu dân cư Phúc An City, hoặc còn gọi là khu đô thị Phúc An City. Thì vị trí của cái khu dân cư này là nó nằm ở xã Mỹ Hinh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì đây là một trong những cái khu dân cư, một trong những cái khu đô thị mình phải dùng một cái từ là bậc nhất ở Đức Hòa, Long An. Và cái vị trí này, từ vị trí này mà cô chú chị mình đi lên Sài Gòn, đi qua Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 500m thôi. Tức là cô chú chị mình nếu như mình mua căn nhà này thì có thể mình sẽ đi làm việc được ở Hóc Môn, ở quận 12, ở Bình Chánh, thậm chí là Bình Tân và Tân Bình. Tại từ cái vị trí này mà mình di chuyển lên tới khu công nghiệp Tân Bình đó, nó rơi vào tầm khoảng 20-25 phút thôi. Rồi, vị trí ngày hôm nay thì nó cũng khá là dễ tìm. Khi mà cô chú chị mình từ ngoài cổng lớn của dự án Phúc An City, mình chạy vào trên đường con đường số 1, đường chính này, mình rẽ vào là sẽ tới căn nhà. Căn nhà ngày hôm nay Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình với cái diện tích là ngang 5, dài 15, thì mình bao gồm luôn, tức là hầu như trong khu này đa số là diện tích ngang 5 và 15, và thiết kế là một trệt, hai lầu, một sân thượng. Thì trong đây mình là một cái khu đô thị kiểu mẫu, cho nên là cô chú chị mình khi mình thấy thì hầu như mặt tiền là đều giống nhau hết, chỉ có ở trong nhà đó, khi chủ đầu tư bán cho những cái người dân thì bán phần thô và tất cả mặt tiền đều giống nhau, nhưng ở trong nhà thì sẽ thiết kế tùy theo ý thích của chủ nhà. Mình sẽ có một cái đường ở trước cái căn nhà của mình là lòng đường 6m. Vỉa hè của mình, vỉa hè rất là to nha chú chị. Vỉa hè mình 3m nè, mình đổ xe hơi thoải mái luôn. Và mình bước vào trong mình sẽ có một cái khoảng sân. Khoảng sân thì mình để xe máy như chú chị thấy không? Hiện tại là 2 chiếc nhưng mà nó vẫn còn trống rất là nhiều. Mình để 4-5 chiếc luôn, thoải mái vô tư. Và ở đây anh chủ nhà rất là kỹ, anh đã làm cho mình một cái cổng sắt ở phía trước nè. Nếu mà những cái căn nhà kia như chú chị thấy một cái cổng phía trước nó sơ sài thôi, mình về mình gia cố là thì giống như thế này. Và ở trên anh cũng đã làm khung sắt bảo vệ trên cũng như là hai bên luôn, cho nên là rất là kiên cố nha chú chị. Rồi, nhưng mà của chú chị mình vào nhà nhé. Căn nhà này anh chủ đã hoàn thiện rồi, và hầu như tất cả 100% nội thất ở trong căn nhà, khi mà cô chú mình mua là bên chủ sẽ tặng lại toàn bộ nội thất có trong căn nhà hiện tại, cũng như là trong cái video ngày hôm nay Nhân quay cho cô chú chị mình. Có gì trong video là sẽ lấy hết ngoài trừ Nhân thôi. Rồi, bước vào là mình sẽ có một cái khoảng không gian của cái phòng khách, thì như cô chú chị mình thấy không, rất chi là rộng rãi, thoải mái vô tư. Ở đây mình có một bộ sofa, có một cái bàn tròn nhỏ nhỏ. Bên đây là một cái tivi. TV này rất là to nha. Để coi 55-60 inch gì đó cô chú anh chị. Rồi thôi, nói chung là nó to. Và ở phía dưới mình sẽ có nguyên một cái kệ, và đây là một cái dàn loa. Đây hai loa nằm, hai loa đứng và một bộ âm ly đồ này kia. Bên chủ sẽ gửi tặng lại toàn bộ cho mình. Và tiếp theo bên trong thì anh có làm một cái quầy bar mini, quầy bar nhỏ. Thì ở đây là có sẵn hai cái ghế ở đây cho khách tới chơi, cũng như là ở đây ly rồi nè, rượu vang là anh đã thiết kế hầu như đầy đủ hết cho mình rồi. Ở đây mình sẽ có một cái nhà vệ sinh nằm ở phía sau lưng của cái tivi này. Cái nhà vệ sinh thì Nhân thấy là nó cũng tương đối thôi, nó cũng không quá rộng mà không quá hẹp, giờ đủ xài cho khách khứa này kia, còn ở trên 3-4 cái nữa. Rồi tiếp tục ha. Phía sau này mình sẽ có một cái gian bếp. Cái gian bếp này thì như cô chú chị mình thấy hiện tại trong video cũng rất là rộng. Đây thì Nhân đứng ha, ở đây là nguyên một cái khoảng này, thì ở đây như chị thấy để một cái bếp đây rồi, nhưng mà nó vẫn còn dư một khúc nè. Ở đây có hai cái bồn rửa chén, ở trên là có kệ tủ, ở dưới cũng có tủ bếp hết cho mình đầy đủ luôn, để được rất là nhiều đồ như chú chị. Trên cũng vậy đó, cái kệ tủ trên cũng như là tủ dưới cái phần bếp á, thì anh thiết kế là bằng gỗ, và cái này màu trắng nè,
màu trắng thì làm cho cái bếp mình nó cái kiểu nó sang trọng, nó sạch sẽ, ví dụ như mà nó có dơ này kia mình dễ thấy, dễ lau chùi nha. Ở trên này có một cái bộ đèn chùm nè, còn bên đây thì có một cái bàn ăn nho nhỏ, bốn cái ghế. Và bên đây tiếp tục anh sẽ tặng cho mình một cái tủ lạnh rất là to. Mở sau đây, cái tủ lạnh này là hai cửa và anh mới mua hoàn toàn mới luôn 100%, và hiện tại vẫn chưa bóc tem cũng như là chưa có cắm điện luôn. Khi mà cô chú anh chị mình mua về mình xài, mình sẽ người đầu tiên xài luôn nha. Rất là to ha, hiệu Aqua bảo hành 10 năm. Rồi sẽ có một cái máy giặt Toshiba cũng hoàn toàn mới gửi lại cho cô chú chị mình. Phía sau là mình sẽ có một cái khoảng trống, một cái không gian ở phía sau rất là to của chú chị, rất rộng thoải mái luôn. Nếu như mà ở cái không gian trống phía sau này thì ở đây hiện tại là lấy gió cũng như lấy sáng cho căn nhà của mình. Còn nếu như mà cô chú chị mình muốn một cái nếu như nhân nha, nếu như nhân riêng nhân sẽ là một cái nhà vệ sinh ở đây, và thiết kế thêm một cái bồn tắm gì đó. Còn trẻ mình có quyền mơ ước làm thêm cái bồn tắm đây, tắm rửa này kia sướng lắm chú chị. Nói chung không gian rất là rộng. Hiện tại thì như chú chị em thấy là anh đang làm cái kho, chỉ chứa đồ thôi, không làm gì hết. Còn về mình cải tạo mình làm lại, thì nói chung mình làm cũng làm thôi, có quyền của mình. Rồi bây giờ nhân sẽ mời lên lầu 1 cái phần nhân cũng đó luôn, là cái phần cửa chính của căn nhà của mình, là ngoại trừ một cái cửa bốn cánh ngoài đó thì sẽ có thêm một cái cửa cuốn nữa nha quý chị, cho nên là nó sẽ rất là chắc chắn căn nhà của mình, nguyên cửa cuốn đó nè. Rồi cầu thang thì anh lót đá hoa cương màu đen cũng như là tay vịn là bằng gỗ, và có thêm một cái khung kính cường lực để nhà mình có trẻ con này kia là sẽ rất là an toàn. Và cái phần cầu thang thì nhân thấy cái bề ngang này thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 mét, rất là rộng rãi luôn. Có những cái căn nhà phố đó, khi mà người ta thiết kế cầu thang á, thì để cho mà nó đừng chiếm diện tích thì thường là nó sẽ ngang rất là nhỏ, và nhỏ như vậy đó thì khi mà mình đi lên đi xuống á, nó bị một cái tình trạng là mình phải né nhau vậy nè đó. Còn giống như cầu thang này mình đi thoải mái luôn chú chị, hai người lên xuống nó thoải mái vô tư luôn. Rồi nhưng mà lên trên nhé. Lên trên là mình sẽ có hai phòng. Thứ nhất là một cái phòng sinh hoạt chung, và thứ hai là một phòng ngủ. Đầu tiên là phòng sinh hoạt chung, như chú chị mình thấy ha. Tại vì ở đây cái căn nhà này là bắt buộc phải có một cái phòng sinh hoạt chung như thế này, bởi vì cái cầu thang nó được nằm bên hông, thì cầu thang này để đi lên lầu 2. Nếu như mà ở đây mình làm phòng ngủ thì không được, tại làm phòng ngủ đây là đi lên không có được, hoặc là nó sẽ bị nhỏ rất là nhiều, nó bị nhỏ lại, nó hẹp lại cái phòng. Cho nên ở đây là một cái phòng sinh hoạt chung là đúng nhất. Ở đây thì anh đã trang trí cho mình một cái bộ sofa cũng khá là lớn, nhưng chú chị thấy hiện tại bàn có sẵn, và ở đây thêm một cái dàn mái nữa, một cái dàn mái. Thì cái dàn mái này nhân thấy nó cũng hơi bị đỉnh đó nha, Panasonic. Thì ở dưới cũng có, trên này cũng có. Nếu như gia đình mình là một gia đình mà kêu bằng đam mê ca hát, thích karaoke, thì nhân thấy cái căn nhà này nó quá hợp rồi. Ở dưới một dàn, ở trên dàn muốn hát đầu hát, dàn này hơi bị dữ đó. Và phía trước là mình sẽ có một cái khoảng ban công ở phía trước như thế này. Và căn nhà này chú Diệm thấy không, nó là hướng đông nha, buổi sáng hơi nắng nó vô nhà của mình đó. Thì bây giờ mình chỉ cần kéo cái rèm lại thôi, có rèm sẵn hết cho mình rồi. Và phía trước này, ban công này là anh đã làm cho mình một cái hầu như là anh đã gia cố lại, làm nguyên một cái khung sắt ở đây bảo vệ cho cái căn nhà của mình nó được riêng biệt và không ai xâm phạm được hết. Nãy giờ thì nói về cái phần trang trí của chú chị, thì anh nhân thấy anh chủ nhà nói chung là trang trí một cái cách nó rất là nhẹ nhàng nha, nó không quá cầu kỳ cũng không quá màu mè, thì cái gì cũng vậy, nó cứ đơn giản là nó sẽ hay thôi. Và mình vào phòng ngủ lầu 1 cũng như là phòng ngủ đầu tiên. Trong phòng ngủ đầu tiên này thì hầu như cũng đủ đồ hết chú chị,
không thiếu một cái gì hết. Thứ nhất là mình sẽ có một cái bàn trang điểm. Trong đây thì anh nó hai cái gam màu nó sẽ rất là nổi trội. Bình thường là nó sẽ là một cái màu nó hơi hồng hồng một chút xíu, hồng nhạt ha. Và khi mà anh làm nội thất trong đây thì anh làm màu trắng, cho nên làm nó nổi bật hai cái màu riêng biệt. Bên này đó, tủ kệ tivi, tủ để nói chung để đồ đó, màu trắng hết, giường màu trắng và kệ trang điểm cũng màu trắng luôn, như chúng chị thấy rất là sang trọng nha. Và ở phía sau này sẽ có một cái tủ để đồ rất là rộng luôn của chúng chị, bề ngang nó khoảng 2 mét, hơn 2 mét xíu đây. Và cái ngăn tủ á thì nhân thấy nó rất là rộng, rất là sâu luôn, phải tầm 1 mét, hơn 1 mét là nhân nói cái tủ này là mình để không biết bao nhiêu đồ luôn, thoải mái vô tư luôn chúng chị, quá sướng luôn. Bên đây nữa rồi, ở đây anh có một cái dàn móc để mình treo đồ này kia ha. Và phòng ngủ trên này mình sẽ có một cái cửa sổ mở sau đây. Đây, cửa sổ này mình mở ra mình sẽ lấy sáng cho cái căn phòng ngủ của mình, nó không có bị bí, không bị ngộp, cũng như là lấy sáng cho phòng ngủ của mình. Rèm nó có sẵn hết, nguyên một dàn. Vậy là mình sẽ được tặng là 3 đầu máy, 2 tivi. Trong phòng ngủ lầu 1, phòng ngủ đầu tiên là mình sẽ có riêng biệt một cái nhà vệ sinh trong đây luôn. Nhà vệ sinh thì hiện tại như chú chị thấy không, rất rộng rãi thoải mái. Đây là một cái dạng đây là cái vòi sen, vòi sen kiểu lớn nè, vòi sen kiểu nhỏ đó, trên dưới đầy đủ hết, bồn cầu. Rồi nói chung ở đây sẽ có riêng một cái lavabo, rửa tay rửa chân ở ngoài đây là cho nó riêng biệt luôn. Anh em xin lỗi, rửa tay rồi rửa chân cũng được nha. Thì chẳng hạn như mình đánh răng rửa mặt này kia ở đây, còn ai ở trong kia thì tức là mình sẽ sử dụng được 2 người. Rồi bây giờ nhân mà lên lầu 2 nha chú chị. Lên lầu 2 mình sẽ có 2 phòng ngủ nữa. Như vậy là căn nhà của mình sẽ sở hữu được 3 phòng ngủ, 2 phòng trên và 1 phòng dưới. Phòng trên này thì như cô chú chị thấy hiện tại là anh đang bỏ trống ở, nói chung là trống luôn. Thì cô chú chị mình về mình tự thiết kế cũng như mình tự bỏ giường đồ này kia vào đây. Phía trước mình cũng có một ban công rất là sáng, rất là mát cho căn nhà của mình. Và phía bên hông sẽ có một cái khoảng không gian nhỏ rất là chiêu. Cô chú chị mình bỏ một cái bàn, đặt một cái bàn bàn đứng nó cao cao như này, giống cái bàn mình hay uống trà sữa, để hai cái ghế ngồi đây ngắm view trước nhà của mình rất sướng nha. Và đây mình sẽ có một nhà vệ sinh riêng cho cái căn phòng ngủ trước này. Phía sau mình sẽ tiếp tục là một phòng ngủ nữa. Và phòng ngủ này thì nó cũng sẽ giống với cái phòng ngủ ở phía trước nha chú anh chị. Và phòng ngủ này cũng có riêng biệt nhà vệ sinh. Ở đây nhà vệ sinh anh cũng đã hoàn thiện xong hết rồi, nói chung mình vòng đặt thất vào nở thôi. Và phía bên hông này bên hông này sẽ có một cái khoảng trống rất là lớn nữa chú anh chị nha. Giống như nãy như nói cái khoảng trống ở phía sau đó, làm cái kho đó, thì mình có thể là mình đem mình làm ở đây cái kho cũng được, rồi ở dưới mình làm cái bồn tắm giống như nhân nói nãy vậy đó, bồn tắm nằm ngâm mình nó sướng lắm chú chị. Còn đây đồ đạc cứ để đây, còn không nữa thì ví dụ như hồi nãy ở dưới nó có một cái máy giặt thì cô chú chị mình có thể mình di chuyển cái máy giặt ở dưới kia lên đây, giặt xong mình phơi ở đây luôn thì sẽ rất là tiện. Và ở đây nó sẽ có một cái cầu thang để đi lên, lên trên là sân thượng và trên đó là bên phía chủ đầu tư là đúc sẵn cho mình hết luôn. Tức là khi mà chủ đầu tư họ xây cái căn nhà này thì nó sẽ là chính xác là 1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng phần thô. Còn tất cả những cái đồ vật trang trí hoàn thiện hồi nãy giờ là của anh chủ nhà của căn này, ảnh tự tay ảnh thiết kế như chú chị. Và
Nhân cũng nói luôn cái giá bán của cái căn nhà này hiện tại là, thôi bây giờ Nhân sẽ xuống dưới lầu 1 rồi Nhân sẽ nói cái giá cho chú chị mình. Trước khi nói về cái phần giá thì Nhân cũng nói một chút xíu về cái vấn đề là giấy tờ. Nói chung là ai cũng vậy, khi mình mua một cái căn nhà hoặc mua một cái gì đó thì nó sẽ có hai thứ để mình kiểm tra. Thứ nhất là cái thực tế và cái thứ hai là về cái phần pháp lý giấy tờ của nó. Thì trong cái lốc này đã có sổ được khoảng được mấy căn à? Nó tới căn nào rồi? Tới căn 20. Thì nói chung là sổ cũng sắp tới cái căn nhà của mình. Thì nếu như mà cái căn nhà này mà cô chú chị mình giao dịch đó, mình sẽ mua bán bằng cái hình thức là mình chuyển nhượng hợp đồng. Tức là bây giờ anh chủ nhà này ảnh có một cái hợp đồng mua bán chung với lại bên chủ đầu tư là Trần Anh Group. Thì khi mà cô chú chị mình muốn mua lại căn nhà này thì cô chú chị mình cùng với anh chủ nhà, hai bên sẽ đi lên phía tổng công ty của Trần Anh Group để mình sang nhượng lại cái hợp đồng. Tức là sang tên lại cho cô chú chị mình đứng tên trực tiếp với lại bên phía công ty chủ tư Trần Anh. Và khi mà chủ tư Trần Anh ra cái sổ hồng rồi thì lúc đó đó cô chú chị mình, tức là cái người khách hàng, người đến sau là sẽ trực tiếp làm việc với phía công ty Trần Anh để mà ra sổ tên của cô chú chị mình. Và hiện tại thì giá bán của căn nhà này anh chủ đang kêu với cái giá là 3 tỷ 50 triệu, 3 tỷ 50 triệu, và cái giá cả vẫn còn thương lượng. Hiện tại thì anh chủ nhà ảnh đang ở Sài Gòn, thì nếu như mà cô chú chị mình thấy ưng cái căn nhà này đó, cứ liên hệ trực tiếp với Nhân, rồi Nhân sẽ liên hệ với anh chủ để ảnh xuống đây và mở cửa để cho cô chú chị mình vào mình tham quan trực tiếp cái căn nhà này. Mình thấy căn nhà ok, giá cả hợp lý, thì lúc đó mình sẽ tiến tới cái vấn đề mà pháp lý của căn nhà sang tên như thế nào. Thì cái đó là cô chú chị mình cứ liên hệ với Nhân, cũng như là Nhân sẽ tư vấn rõ về cái vấn đề đó cho cô chú chị mình nhé. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều nãy giờ đã xem video của Nhân. Bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú mình, anh chị ở những video tiếp theo. Nhân xin chào.